Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bà hồng Audio Hôm nay lên sóng một sản phẩm của uh, thương hiệu Blackman Đó là chiếc âm ly cao cấp Blackman L505UX à, Ngoài ra thì bên em có sẵn 505UX MK2 Là cái phiên bản mới nhất hiện nay uh, Hiện tại thì giá hãng đang bán là 118 triệu Bên em chỉ còn uh, hơn 60 triệu thôi anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp sẽ có những cái mức giá tốt nhất đó uh, Và Hiện tại thì cái sản phẩm này uh, Là Lachman l 505 Wix Silver uh, bên em có cả bản Gold cho anh em chơi sưu tầm nhá Đầy đủ luôn uh, Bản Silver thì có mức giá là 50 triệu Bản Gold thì 55 triệu uh, Tất cả đều như nhau Chỉ khác cái mặt thôi Khác màu, khác mặt Đó, Mức giá cũng với nhau chút Do em mua cao hơn uh, Và giá thị trường nó cũng nhỉnh cao hơn so với bản Silver uh, Nếu như anh em nào thích màu bạc Chúng ta lựa chọn bản Silver Thích màu Gold chúng ta lựa chọn Uh, bản gôn đó là tùy theo sở thích và nhu cầu của chúng ta uh, Lackman L505UX thì uh, có chiều rộng là 44cm chiều sâu là 45,4 và chiều cao là 17,8 có công suất là 200W trên 2 kênh mức trở kháng là 8 ohm và 300W trên 2 kênh mức trở kháng là là 4 ohm đó, và có độ méo hài rất là thấp lắc men bao giờ cũng vậy họ làm uh, có cái bí quyết của riêng hãng cho nên là họ làm một cái âm ly lúc nào cũng có độ méo thấp hơn tất cả các hãng khác đó là 0.005% rất là méo đó. và em này thì uh, chúng ta có thể nhìn thấy với thiết kế uh, rất là đẹp một tấm nhôm phai nguyên khối Ờ, đèn đồng hồ vu nằm chính giữa và đặc điểm của đồng hồ vu Lockman là sáng toàn phần, tức là sáng cả cái ô này đó, và đặc biệt nữa là cái kim vu của nó thì nó vẩy rất là êm ái và nhẹ nhàng đó, đó, rất là đẹp luôn và đặc biệt là đồng hồ màu xanh này nhìn nó đáng yêu và dễ chịu làm sao bên tay trái là selector, bên tay phải là volume đó, vẫn những cái thiết kế truyền thống của Lockman từ trước nay không có thay đổi nhưng mà sang cái phần đời uh, Wix thì nó đã thay đổi cái mặt uh, mặt phẳng và bên dưới cũng vát phẳng không còn uốn cong nữa đó. và em này thì uh, các cái nút chỉnh tinh chỉnh thì đều được làm tròn đó. đều được làm uh, tròn nguyên khối này đầy đủ các tính năng cho chúng ta chơi và trải nghiệm đó là đánh loa hai cầu ab riêng biệt hoặc là đánh hai cầu ab song song cùng lúc đó. Uh, chỉnh uh, loa bát chỉnh loa cho, chỉnh giải trầm chỉnh giải chép chỉnh ba lăng đó à, và rất nhiều anh em thắc mắc là cái nút uh, live train tức là có tác dụng gì thì hôm nay em xin giải thích luôn để chúng ta cùng nắm được đó là nút tương tự như nút direct khi mà chúng ta bật nút này lên thì nó sẽ không qua cái mạch âm sắc nữa à, tức là không chỉnh bát chép được nữa mà chúng ta chạy thẳng tín hiệu từ uh, đường vào và ra công suất luôn thì nó sẽ có một cái nền âm tĩnh sạch sẽ và chi tiết nếu như anh em mà thích nghe như vậy chúng ta có thể lựa chọn còn nếu không chúng ta muốn chỉnh bát chép chúng ta phải tắt cái nút này đi đó. chúng ta phải tắt nó đi để nó không còn sáng này này nữa thì chúng ta sẽ chỉnh được mát chép Đó. À, tiếp theo là nút uh, subsonic, sub nạ. Nút này là nút tách cầu này. Đó. Tách cầu và Phone, Đó. monitor. Và em này có một điểm hay là chúng ta có thể chơi uh, được uh, phono mà, mà hoặc là MC. Đó, phono mà M hoặc mà để à, anh em nào mà chơi cơ than thì đây sẽ là một cái lựa chọn rất tốt trong tầm tiền cho chúng ta chơi. Hiện tại thì em này đang à, là hàng Line New à, đầy đủ à, full box và đầy đủ điều khiển dây nguồn Zin chính hãng Kato à, với mức giá giao lưu là 50 triệu đồng. Anh em nào có nhu cầu thì rất mong được mọi người quan tâm em báo không cũng như là giao lưu và ủng hộ. À, bên em thì à, luôn tuyển chọn những sản phẩm rất đẹp chúng ta để nhìn thấy từ những cái rắc kết nối cho tới những cái cọc loa đều rất là đẹp luôn bên em đã lựa chọn thì nói chung là đều là những cái sản phẩm đẹp và chất Được. lượng à. Đấy, hơi rắc uh, cắm tín hiệu nó còn vàng chóe luôn em à. này thì đầy đủ rca cũng như là ba lăng để chúng ta chơi đã. có chức năng làm bao uh, hoặc làm bre độc lập nó như cái nút tách cầu vừa nãy thì nó sẽ biến thành một chiếc bao, một chiếc rè Ví dụ như chúng ta chơi rè đèn thì có thể cắm trực tiếp vào đây để uh, thay đổi âm sắc, để thay đổi cái cuộc chơi cho nó phong phú hơn và đa dạng hơn, đỡ bị nhàm chán. Đấy, chúng ta cùng xem nhé Các cái góc cạnh cũng như là các cái cạnh em sẽ quay chi tiết để chúng ta xem. Đấy. Đấy, rất đẹp luôn. Ok, à, quý vị các bạn có nhu cầu thì rất mong được mọi người giao lưu cũng như là quan tâm với em và Hùng Hãy liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0978 263 263 Bên em còn máy đẹp tuyển chọn xuất sắc, rất là hiếm và ít để giao lưu của mọi người Xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều